Bán xong dự án cuối cùng, Bầu Đức chính thức đoạn tuyệt với bất động sản. Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, tài sản bất động sản cuối cùng của Bầu Đức được bán với giá 180 tỷ đồng. Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, mã chứng khoán HAG vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 9. Theo đó, công ty có ghi nhận doanh thu từ việc thanh lý tài sản với giá trị 180 tỷ đồng. Khoản thu này được cho là đến từ việc công ty giao bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai trước đó để trả một phần nợ trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai được phát hành năm 2016 và cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai còn dư nợ trái phiếu tại BIDV là 5.271 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Tại ngày 30 tháng 6, Hoàng Anh Gia Lai chưa thanh toán lãi vay phải trả cho kỳ đến hạn thanh toán với tổng giá trị hơn 2,6 tỷ đồng. Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai hoạt động từ tháng 12 năm 2005, gồm 117 phòng ngủ, là công trình đạt tiêu chuẩn 4 sao đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên. Sở hữu vị trí đắc địa ngay quảng trường Phủ Đồng, trung tâm thành phố Pleiku, cạnh ngã tư Hùng Vương, quận 19, Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh, nhưng tài sản này không sinh lời, theo Hoàng Anh Gia Lai. Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai là tài sản bất động sản cuối cùng của Bầu Đức. Sau giai đoạn công ty mở rộng, phát triển nhiều dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí mở rộng ra Myanmar. Tuy nhiên, khi kinh tế khủng hoảng, Hoàng Anh Gia Lai đã bán tháo một số dự án tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá không tưởng như Hoàng Anh Riverview quận 2, Phú Hoàng Anh huyện Nhà Bè và bán luôn dự án khách sạn tại Myanmar. Hoàng Anh Gia Lai báo cáo tháng 9, doanh thu thuần đạt 679 tỷ đồng, trong đó cây ăn trái 375 tỷ đồng, ngành chăn nuôi 196 tỷ đồng. Công ty đã bán ra gần 38.500 tấn chuối và hơn 34.900 con heo thịt. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 324 tỷ đồng, giảm 10% cùng kỳ và lũy kế 9 tháng đạt 710 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai cũng thông tin, theo chu kỳ hàng năm, dự kiến doanh thu và sản lượng chuối sẽ tăng mạnh vào quý cuối năm. Từ Dân Trí, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website.